Linh sẽ quay một đoạn khi mình anh em mình đi đường đi. Linh sẽ quay một đoạn đi các bạn nhá. Sẽ quay một đoạn đi cho anh em mình cảm giác xem là cái đèn này có bám đường không. Vì khi mình đi xe này, cái bình lúc đầu Linh nói với các bạn là nó bị yếu đúng không anh em? Khi mình đi này nó còn sáng hơn với lại cái mức mà lúc nãy Linh đứng một chỗ, thì cái bình của xe này hơi bị yếu các bạn ạ. Đấy, anh em có thể nhìn thấy là ánh sáng rất là bám đường các bạn nhá. Rất đẹp luôn. Đó, rất đẹp luôn. Và cô rõ ràng này anh em ạ, rất sáng luôn các bạn, cực kỳ sáng luôn. Hello, xin chào anh em, chào anh em đã quay lại kênh Lê Lĩnh Vlog của mình nha. Thì trên tay Lĩnh đây hôm nay sẽ cầm đến một cái sản phẩm và giới thiệu đến anh em một cái sản phẩm bóng LED T6 Turbo LED mẫu mới nhất tháng 7/2020 các bạn nhá. Thì trên tay Lĩnh đây cầm một cái hộp này, thì hôm nay Lĩnh sẽ công bố giá luôn anh em đầu video luôn, là cái chiếc bóng này rẻ nhất Việt Nam luôn là 210.000, bóng sáng 40W các bạn nhá. Hai nhiệt màu là màu vàng và màu trắng, thì tí Lĩnh sẽ lắp và test cho anh em xem. Thì bây giờ Lĩnh sẽ review qua cho anh em xem cái sản phẩm này có gì hot và đặc sắc các bạn nhá. Thì cái bóng này ấy, lần này Lĩnh đặt của công ty về ấy, là bóng lắp được cho tất cả các loại xe chứ không riêng gì một xe mà nguyên chân lắp 4 các bạn nhá. Thì bóng này Lĩnh nhắc lại với các bạn là bóng này có thể anh em mình lắp được tất cả các loại xe. Lần này Lĩnh đặt là một cái bóng mà giá cực kỳ là bèo nhưng mà cực kỳ chất lượng và sáng các bạn nha. Giá Lĩnh nói luôn các bạn là 210.000, có trên Shopee và Facebook Zalo. Nếu anh em nào đặt hàng quen thuộc qua Facebook Zalo thì anh em cứ đặt hàng qua đấy cho Lĩnh các bạn nha. Đấy, thì Lĩnh sẽ mở cái hộp này ra, còn anh em nào mà chưa biết cách đặt hàng thì anh em cứ lên Shopee của Lĩnh, thì Lĩnh để cái đường link ở cái bóng này ở bên dưới phần mô tả các bạn nha. Bây giờ Lĩnh sẽ đập cái hộp này ra này. Anh em hôm nay sẽ rất là phê luôn với cái bóng giá Lĩnh đặt, một cái giá mà rất là hợp lý cho anh em ai cũng chơi được các bạn nhá. Đây cái bóng, các bạn có thể nhìn đây, đây cái bóng này đấy. Thì nếu như mà sáng nay anh em mà xem Facebook Zalo của Lĩnh thì Lĩnh đã đăng cái bóng này vào sáng nay các bạn đó. Thì đây là cái bóng Lĩnh để cái đây nhá, Lĩnh để ở cái hộp ra ngoài đây. Đây là cái bóng nhá các bạn nhá. Thì anh em có thể để ý đây, đây là T6 Turbo LED 2020, sáng 40W các bạn nhá, sáng 40W, ánh sáng vàng và trắng các bạn nhá. Thì anh em có thể ở nhìn ở trên cái phần trên này là ngày tháng ở đây các bạn nhá, tháng 7 năm 2020, ok, tháng 7/2020 các bạn nhá. Thì cái phần bóng chip LED anh em có thể để ý đây, phần chip LED đây là hai nhân bóng, hai nhân vàng và trắng, hai bên đều như nhau các bạn nhá, rất là sáng. Lĩnh đã test rồi, sáng nay Lĩnh vừa đăng Facebook Zalo xong được khoảng tầm chưa đầy 10 phút thì có một em vào lắp bóng siêu sáng, thì Lĩnh giới thiệu luôn bóng này và đã test rồi các bạn nhá. Thì bây giờ là đến tối thì Lĩnh làm clip này lên để cho anh em mình test thực tế cái bóng này các bạn nhá. Thì như lúc đầu Lĩnh nói với anh em là cái bóng này lắp được tất cả các dòng xe các bạn nhá. Thì anh em về các bạn xoay cái chân này ra, anh em rút cái chân này ra đó, thì anh em mình thay cái đế này, đây là cái đế chân H4 các bạn nhá, đế chân H4. Thì theo cái bộ sản phẩm này thì anh em mình sẽ được có một cái túi như này, kèm theo một hộp nhá, là sẽ kèm theo một cái túi như này, thì sẽ có đầy đủ tất cả các chân, từ xe gem hay là chân ô tô, chân gì cũng có ở trong cái túi này. Đấy, thì Lĩnh đặt lần này phát này để anh em chơi giá quá là hợp lý luôn anh em ạ. Và tất cả các chân đây anh em, đây tất cả các chân, chân đèn đấy các bạn nhá, đây chân đèn này, đấy tất cả các chân đây, M5 hay là tất cả các chân gì anh em muốn đặt, chân gì cũng có các bạn nhá. Đây, đây là chân của xe gem. Đấy, đây là chân xe gem các bạn nhá. Đấy, xe gem hoặc là xe quay, những quay nhỏ đấy. Thì xem gem và quay nhỏ, những cái chân bóng một chân này thì anh em có cả cái lo xo này để anh em ép vào. Đấy, thì các bạn lắp thì các bạn biết rồi nha các bạn nhá. Về cái phần chân bóng thì Lĩnh vừa nói với các bạn rồi nha các bạn nhá. Thì tất cả trên bóng này này, trên cái thân bóng này Lĩnh đã dán cái tem bảo hành của Lĩnh các bạn nhá. Tem bảo hành. Thì cái sản phẩm này hôm nay Lĩnh giới thiệu anh em là một cái sản phẩm bảo hành 6 tháng các bạn nhá. Bảo hành 6 tháng, tức là anh em mà có lỗi gì của nhà sản xuất ấy thì anh em cứ gửi lại cho mình sẽ đổi cho anh em một quả mới các bạn nhá. Thì anh em lưu ý đằng sau là quạt tản nhiệt nhá, làm tản nhiệt bằng quạt các bạn nhá. Đấy, và thân lõi bóng đều là sử dụng nhôm hết các bạn nhá. Đó, rất là chất lượng các bạn nhá. Bây giờ thì Lĩnh sẽ tiếp tục là ra lắp lên xe và test cho anh em nhá. Thì hôm nay Lĩnh sẽ hướng dẫn các bạn lắp trên X-Side 135 5 số. Lĩnh sẽ hướng dẫn anh em IA đổi điện từ điện máy sang điện bình luôn anh em. Rồi bây giờ Lĩnh sẽ ra lắp các bạn nhá. À quên, tất cả bóng nhà Lĩnh về rất là nhiều anh em nhá. Đây là Lĩnh mới lấy một thùng ra để cho anh em mình ấy thôi. Bóng Lĩnh về rất là nhiều, anh em đặt số lượng bao nhiêu cũng có nha các bạn nhá. Còn những cái dòng bi LED mà ông nội Lĩnh giới thiệu anh em thì đang cháy hàng, thì cái bi ấy thì là nó có một cái ưu điểm là nó sáng, nó sẽ gom. Nhưng mà nếu như anh em nào dùng bằng những cái pha mà nó bị xước xấu ấy thì anh em dùng bi hợp lý hơn. Còn nếu mà các bạn mà cái bóng đèn zin của các bạn tối ấy, thì anh em dùng cái bóng này nó rất là hợp lý này. Và đặc biệt là lần này là pha
pha ấy thì là sẽ là màu trắng màu vàng, còn xuống cốt là màu vàng các bạn nhá, thì là nó sẽ hợp lý hơn, soi xương sẽ tốt hơn anh em nhá. Bây giờ Lĩnh sẽ ra lắp anh em. Trước khi Lĩnh hướng dẫn anh em lắp bóng thì anh Lĩnh muốn giới thiệu anh em là cái chiếc xe này là chiếc xe của khách ruột của Lĩnh. Đấy, 135 từ đời ngày xưa thì Lĩnh lên cái đồng hồ, cái vòng mà anh em cứ vào số đổi màu ấy, thì Lĩnh giới thiệu lại cho anh em nhá. Thì cái này thì chắc chắn là nhiều anh em biết rồi. Thì đấy, Lĩnh làm cái này 4 đến 5 năm rồi mà bây giờ nó vẫn bền này anh em này. Đấy thì anh em để ý mo nhá. Đấy, Lĩnh vào số 1 này, đổi màu rồi. Đấy thì cái này thì anh em nhìn mình biết rồi đúng không anh em? Đấy. Đây, đường lăng lực số, Lĩnh quay bánh nhá. Xanh này. Đấy, anh em nhìn đâu, Lĩnh đang phải nghiêng chân trống để quay. Đấy, số 3 nó nháy này. Số 4 màu xanh này. Số 5 màu đỏ này. Đấy, rất đẹp nha các bạn nha. Thì anh em nào muốn chơi cái màu này thì inbox đi. Inbox qua Facebook, Zalo cho Lĩnh hoặc comment bên dưới đi, Lĩnh sẽ hướng dẫn các bạn lắp nha các bạn nha. Đây là cái phần đá số đổi màu. Đấy thì nó đơn giản thôi anh em, nó không gì khó cả. Thì cái phần đổi điện đây các bạn nha. Thì cái phần đổi điện anh em, thì cái phần đổi điện như hôm nay là Lĩnh mượn xe về thì xe này vẫn đang là chạy bóng halogen cũ, thì là vẫn là đề nổ máy. Thì anh em mình về anh em lấy cái dây vàng sọc đỏ này, vàng sọc đỏ này anh em câu sang dây nâu. Thì đây Lĩnh đang câu tạm các bạn nha. Thì nếu như anh em nào mà muốn làm cố định một lần ấy thì các bạn sử dụng bằng cái dây điện chịu nhiệt và bọc gen chịu nhiệt vào cho các bạn nhá, cho mình nhá. Sau đó là các bạn câu vào cái dây nâu nâu cho mình này. Đó, câu vào dây nâu để cho mình. Thì đây là mình câu tạm các bạn nha. Đấy thì những cái thành phần nào cơ hội mà định dìm hàng hay chém chuối thì anh em thông cảm nhá. Vì cái phần này là hôm nay Lĩnh làm clip, Lĩnh chỉ hướng dẫn là các bạn là lấy cái dây vàng sau đỏ này câu sang cái dây màu nâu này. Thì dây đơn nâu là dây điện sau khóa mà, thì đã đổi thành công các bạn nhá. Thì cái bóng ấy thì Lĩnh sẽ lắp vào, hôm nay Lĩnh sẽ lắp thử luôn cho trên chiếc xe X135 này. Đây thì là cái bóng halogen sợi đốt cũ ngày xưa, thì bóng bây giờ nó rất là tối rồi. Cái thời buổi mà bây giờ anh em mình dùng khoảng tầm 1 năm 2 năm là cái tuổi thọ nó xuống rất là kém anh em ạ. Đấy thì bây giờ Lĩnh sẽ lắp vào. Đâu nhỉ, cái con bóng lấy đâu nhỉ? Mà thôi lấy hẳn hộp mới đi. Không biết bóng nào, lấy luôn hộp mới test đi cho anh em. Đấy, một hộp này là hộp nào tất cả Lĩnh về Lĩnh đã test thử cho anh em rồi và dán tem bảo hành rồi các bạn nhá. Đây, dán tem bảo hành rồi đây. Đó, 100% là dán tem bảo hành và đã test thử để gửi đi cho anh em cho an toàn. Đấy, bây giờ Lĩnh sẽ bỏ vào đây nhá. Lắp thì bóng thì đơn giản lắm, bây giờ chắc chắn là anh em mình biết rồi. Thì anh em mình bây giờ chỉ có cá vào đây và anh em lắp thẳng vào đây thôi. Đó, anh em để vào đây, anh em lắp vào. Rất là dễ thôi anh em. Đó, thì đây là mình đã lắp xong các bạn nha. Đấy thì đây là cái chân H4 làm mát bằng quản tản nhiệt. Đấy thì sau đó là các bạn lắp xong thì các bạn sẽ cắm vào với lại cái jack zin. Thì bây giờ mình sẽ test thử này. Mình sẽ bật chìa khóa đây, chìa khóa đã bật rồi các bạn nha. Chìa khóa đã bật rồi, mình bật thẳng chìa khóa lên. Đấy, nó đã lên. Đấy các bạn nha, đây là đang ở cốt này. Mình lên pha này, pha cốt này. Đấy anh em có thể nhìn thấy không? Đây là ở trong nhà, nó điện nhà mình rất là sáng các bạn nha, không nhìn thấy gì đâu. Bây giờ mình sẽ ra ngoài test cho anh em nhá. Ok. Đây là ánh sáng của em nó ấy anh em nhá. Đấy thì Lĩnh đã ra cái đường mà hôm nay nói chung là anh em có thể nhìn thấy trời này, vẫn chưa tối hẳn các bạn nha. Trời vẫn còn rất là sáng luôn anh em. Đấy thì lại gặp con ô tô dưới ngoài đường rồi anh em. Thôi Lĩnh đi lùi đây để nói cho anh em sau nha. Đấy. Đường này rất là hẹp, cái đường này nó chỉ có hơn 2 làn một tí thôi. Lùi luôn anh em. Rồi, ok. Rồi thì bụi cũng phải làm cho anh em xem luôn. Thì đây anh em có thể nhìn thấy đây. Đây ánh sáng rất đẹp các bạn nha. Đấy cái bụi này, bụi rất đang bụi các bạn ạ. Đấy thì anh em nhìn thấy nét chưa? Ánh sáng cốt nha, lên pha này anh em nhìn thấy không? Pha cốt rõ ràng các bạn nha. Đấy, Nam chớp tắt liên tục cho anh em xem. Đó, pha cốt anh em có thể nhìn thấy là nó hai màu rõ ràng luôn này các bạn này, hai màu rõ ràng luôn, vàng và trắng. Thì khi anh em mình xuống cốt là ánh sáng màu vàng các bạn nha. Còn lên pha thì anh em mình có ánh sáng vàng và trắng. Đấy thì Nam có thể quay sang cái tường bên kia. Quay sang tường kia. Đó, các bạn nhìn này, ánh sáng rất là sáng nha. Pha cốt rõ ràng chưa? Pha cốt lại nào. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Mình sẽ quay về bóng cho anh em xem nhá. Thì cái điện của cái chiếc xe này nó cũng hơi bị yếu một chút anh em ạ. Hơi bị yếu chút. Đây cái bóng trong này các bạn nhá. Đây, hai chip led hai bên này anh em có thể nhìn thấy như lúc đầu Lĩnh nói với các bạn này. Đó. Hai bên chip led thế này. Đấy, đây nha các bạn nhá. Không anh em lại thắc mắc là bảo Lĩnh thử bóng gì thì chết dở. Anh em nhận hàng mà không đúng hàng Lĩnh trả hoàn tiền cho các bạn 1000% các bạn nhá. 1000 cái chỗ mà tiền các bạn bỏ ra đặt bóng. Đấy, cam kết chắc chắn chưa anh em? Đây các bạn có thể để ý đây. Đó, bóng như lúc đầu Lĩnh nói với các bạn nhá. T6 Turbo LED mẫu tháng 7 2020 các bạn nhá, mới đét luôn anh em. Đấy. Thì anh em có thể để ý, lấy nét lại nhá. Đấy, lấy nét lại.
ánh sáng led lại. Đấy, nét lại nhá các bạn nhá. Đấy, thì bây giờ quay lại lần nữa đi, quay sang đường thẳng đi. Đấy, để tỏa đây anh em có thể nhìn thấy là nó tỏa rất là đẹp. Tỏa đều hai cái bên đường, hai đường luôn các bạn nhá. Pha cốt lại nào. Đấy, tỏa đều luôn, pha cốt rõ ràng luôn anh em. Đấy, thấy chưa anh em? Nó rất đẹp luôn các bạn ạ. Nam có thể di chuyển thẳng ra đường đi. Di chuyển thẳng ra giữa đường đi. Di chuyển thẳng ra giữa đường đi. Đấy. Đây các bạn có thể thấy này. Đây để cho đèn xe kia họ đi ngược nhá. Đấy các bạn có thể nhìn thấy đây. Ánh sáng rất đẹp luôn. Bây giờ Nam cho anh em đi đằng trước. Nói chung là led thì chắc chắn là anh em mình đi với cái đèn led ấy, thì là anh em mình nên hạn chế là nhường đường cho người đi ngược chiều các bạn nhá. Thì cái bóng này ấy, thì anh em mình thấy là cái đèn vàng ấy là cái đèn hạn chế chói các bạn nhá. Thì anh em xuống cốt, nếu mà anh em đi chỗ nào vắng vẻ thì anh em lên pha cho mình, còn không thì anh em đi nguyên cốt đã đủ sáng rồi. Đấy các bạn nhìn thấy không? Đèn rất đẹp luôn, rất sáng, rất đẹp luôn anh em. Đó, đây các bạn nhá. Rất đẹp luôn, để cho anh em nhìn ngược đằng trước này. Đó. Quá chất luôn anh em. Thì cái đèn này với cái giá mà tầm tiền mà 210.000 ấy thì Lĩnh khẳng định với các bạn là nếu mà để độ bền và độ sáng thì chắc là con này nó ăn đứt tất cả những dòng bóng tầm tiền chỉ 210.000 thôi các bạn nhá. Chỉ 210.000 thôi là anh em sở hữu ngay cho Lĩnh một cái bóng rất là sáng luôn, rất là sáng, pha cốt rõ ràng. Đó. Thì anh em cứ đặt hàng inbox qua Zalo, Facebook cho Lĩnh các bạn nhá. Thì ở trong cái video này thì Lĩnh test một cái bóng mà là cái bóng mới nhất là tháng 7/2020 là cái con T6 Turbo LED. Anh em nào còn thắc mắc bất cứ gì ở trong video này anh em cứ comment bên dưới, Lĩnh sẽ hỗ trợ các bạn, trả lời các bạn trực tiếp các bạn nhá. Thì anh em mình sẽ dừng clip ở đây về để ăn tối rồi anh em. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn nhá. Xin chào, bye bye. Lĩnh sẽ quay một đoạn khi anh em mình đi đường đi. Lĩnh sẽ quay một đoạn đi các bạn nhá. Sẽ quay một đoạn đi cho anh em mình cảm giác xem là cái đèn này có bám đường không. Vì khi mình đi xe này, cái bình lúc đầu Lĩnh nói với các bạn là nó bị yếu đúng không anh em. Khi mình đi này nó còn sáng hơn với lại cái mức mà lúc nãy Lĩnh đứng một chỗ, thì cái bình của xe này hơi bị yếu các bạn ạ. Đấy, anh em có thể nhìn thấy là ánh sáng rất là bám đường các bạn nhá. Rất đẹp luôn. Đó, rất đẹp luôn. Pha cốt rõ ràng này anh em ạ, rất sáng luôn các bạn, cực kỳ sáng luôn.